Giải mã lịch sử xin kính chào tất cả quý vị. Quý vị thân mến, hiện nay chúng ta được biết, trong cuộc đời 79 mùa xuân của mình, Hồ Chí Minh đã dùng trên 180 bút danh, bí danh và mật danh khác nhau. Bí danh Hồ Chí Minh xuất hiện từ năm 1940 và dần trở thành chính danh, luôn đi kèm với tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, vang vọng khắp Nam Châu. Điều khó hiểu nhất là tại sao người lại chuyển từ họ Nguyễn sang họ Hồ? Phải chăng người có ẩn ý gì? Để giải đáp cho câu hỏi đó, thì ngay từ bây giờ, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đi tìm hiểu trong đoạn video sau đây của Giải mã lịch sử. Từ Nguyễn Ái Quốc trở thành Hồ Chí Minh và những truyền ít biết về giai thoại bất hủ của Bác. Người có nhiều cái tên nhất thế giới. Cuối năm 1942, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai chuyển sang bước ngoặt mới đã phân chia thành hai chiến tuyến giữa phát xít và đồng minh. Nhận thấy vận mệnh của dân tộc phải gắn liền với thế giới, phải có sự liên minh quốc tế, trước mắt cần liên minh với những người bạn láng giềng Trung Quốc để chống phát xít, Nguyễn Ái Quốc quyết định đi công tác nước ngoài. Ngày 27 tháng 8 năm 1942, trên đường đến xã Túc Vinh, Quảng Tây, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã bị tuần cảnh ở trụ sở xã của Quốc dân Đảng bắt giữ. Khi kiểm tra giấy tờ tùy thân, có giấy giới thiệu phân hội Việt Nam của Hiệp hội Quốc tế Phản Xâm lược, thẻ thông tấn viên đặc biệt của Quốc tế Văn xã, giấy thông hành quân dụng của Văn phòng Tư lệnh Đề tứ Chiến khu cấp. Tất cả giấy tờ đều được mang tên Hồ Chí Minh, được cấp từ năm 1940, nay đã hết hạn sử dụng. Chúng nghi ngờ người là gián điệp bèn bắt giải lên Tĩnh Tây nộp cho Văn phòng Quế Lâm của Ủy ban Quân sự Chính phủ Quốc dân Đảng để điều tra, xét hỏi vì một người Việt Nam có nhiều giấy tờ quan trọng do Trung Quốc cấp là đáng khả nghi. Trở lại những năm tháng trước đó, trước khi người được cấp những loại giấy tờ tùy thân trên, qua một thời gian khoảng 8 năm, Nguyễn Ái Quốc phải kiên trì chịu đựng vượt qua những khó khăn phức tạp trong tình trạng không hoạt động và giống như là người sống ở bên cạnh, ở bên ngoài đảng. Thư Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản ngày 6 tháng 6 năm 1938. Cuối tháng 9 năm 1938, Nguyễn Ái Quốc được nữ đồng chí Vasilieva và đồng chí Manuiski giúp đỡ trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ đó đến tháng 1 năm 1941, ngay trở về ở Bác Bó, Nguyễn Ái Quốc đã trải qua 28 tháng trên đất nước Trung Quốc và tên gọi Hồ Quang, Hồ Chí Minh gắn liền với cuộc hành trình lịch sử này. Ngày 29 tháng 9 năm 1938, Nguyễn Ái Quốc rời viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc thuộc địa, lên xe lửa tuyến Moscow đi Novosibirsk, vượt biên giới Liên Xô Trung Quốc vào Urumqi, Tân Cương, Trung Quốc. Các đồng chí Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bát Lộ Quân nhận được chỉ thị đón một cán bộ quan trọng của Quốc tế Cộng sản đi qua, chuẩn bị cho đồng chí ấy một chứng minh thư giải phóng quân Trung Quốc với tên Hồ Quang, cấp bậc thiếu tá. Người đó chính là Nguyễn Ái Quốc. Với bí danh Hồ Quang, Nguyễn Ái Quốc đến Trùng Khánh, ở và công tác tại văn phòng Bát Lộ Quân Trùng Khánh. Người ở trong một gian buồng nhỏ tầng trên của văn phòng, kề vách với phòng của đồng chí Chí Quang. Trong bộ phận làm việc có hai người giới tên nhau để thuận tiện xưng hô sinh hoạt, thường gọi vui bằng tên gọi gắn với nét đặc trưng. Hồ Quang có trán cao nên gọi là Quang Hói. Có lẽ tên gọi Hồ Quang, Chí Quang có mối liên hệ về ngữ nghĩa với tên gọi Hồ Chí Minh sau này. Thời kỳ cuối năm 1930-1940 là thời điểm Quốc Cộng hợp tác lần thứ hai. Tuy là hợp tác để đánh Nhật, nhưng người của vùng đỏ thuộc địa lý, địa phận quản lý của Đảng Cộng sản vào vùng trắng thuộc bộ phận quản lý của Quốc dân Đảng. Mặc dầu mang đủ loại giấy tờ của Bát Bộ Quân vẫn bị gây nhiều khó khăn. Với chứng minh thư thiếu tá Hồ Quang do Bát Lộ Quân cấp đi qua vùng trắng thường bị kiểm tra, gây khó dễ. Do đó, vào năm 1940, để thuận tiện cho việc đi lại trong vùng Quốc dân Đảng kiểm soát, Nguyễn Ái Quốc đã dùng giấy tờ tùy thân
do Quốc dân đảng cấp, tất cả mang tên mới là Hồ Chí Minh. Hiện nay chúng ta được biết, trong cuộc đời 79 mùa xuân của mình, Hồ Chí Minh đã dùng đến 180 bút danh, bí danh và mật danh khác nhau. Bí danh Hồ Chí Minh xuất hiện vào năm 1940, dần trở thành chính danh luôn, đi liền với tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, vang vọng khắp Nam Châu. Tại sao người lại chuyển từ họ Nguyễn sang họ Hồ? Để tìm hiểu, nghiên cứu tư tưởng của một học giả, một triết gia, một vĩ nhân nhằm tìm ra những chân lý trong tư tưởng của họ thì không chỉ nghiên cứu những gì họ để lại qua học thuyết, tài liệu, những lời truyền khẩu mà còn phải tìm hiểu nghiên cứu hoàn cảnh sống trong thời đại của họ. Trước hết, chúng ta tìm hiểu những nét chính trong đời sống và tư tưởng của người. Sinh thời, Bác Hồ am hiểu nhiều hệ tư tưởng khác nhau để từ đó chọn lọc và hấp thu những tinh hoa tư tưởng cho mình. Người đã từng nói, Khổng Tử, Giê-xu, Các Mác, Tôn Giật Tiên đều muốn mưu cầu hạnh phúc cho loài người, mưu cầu phúc lợi cho xã hội. Nếu họ còn sống ở trên đời này và hợp lại một chỗ, tôi tin rằng nhất định họ chung sống với nhau rất hoàn mỹ như những người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy. Trong vấn đề tư tưởng, trò có thể xưng hô với thầy như vậy dù họ sống cách xa nhau đến mấy thế kỷ. Cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ đã chứng minh cho những gì người nói. Tuổi thơ, người đã được tắm mình ở trong nền minh triết của phương Đông qua những lần được nghe cù Nguyễn Sinh Sắc và những người bạn đàm đạo. Tuy nhiên, lúc tuổi thơ, ý chí và tình cảm của người cũng được tôi luyện khi phải vượt qua nỗi đau tột cùng với cảnh mẹ bệnh mất cha khi đang làm việc ở xa, người em cũng mất vì khát sữa, vì thiếu bàn tay của mẹ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một học trò xuất sắc gần gũi của người đã từng bộc lộ, Bác Hồ thường xem Khổng Tử là người thầy vĩ đại về đạo đức. Bác thích sống hòa nhập với thiên nhiên theo tinh thần của Lão Tử. Ngôi nhà sàn của Bác với thảm thực vật và cảnh sắc thiên nhiên hữu tình trong khuôn viên của Chủ tịch là một minh chứng. Tóm lại, có thể nói rằng trước khi tìm hiểu hấp thu những tinh hoa minh triết của phương Tây, Bác Hồ đã thấm nhuần những tinh hoa minh triết của phương Đông. Khi xem xét đặc tính của con người, triết học phương Đông chỉ ra ba nhân tố khái quát là nhân trí dũng hoặc bi trí dũng. Nhân hay bi tượng trưng cho nhân tố tình người, trí tượng trưng cho nhân tố trí tuệ, dũng tượng trưng cho nhân tố ý chí. Tâm lý học cận đại cũng xem tâm tính của con người gồm ba nhân tố là tình cảm, lý trí và ý chí. Ở đây tình cảm có thể hiểu được là tình người, lý trí có thể hiểu là trí tuệ. Tình người, ý chí và trí tuệ là ba nhân tố bao trùm đời sống tinh thần, nhân cách của mỗi con người. Chi tiết hóa các nhân tố này ta có thể thấy. Mối quan hệ tình cảm giữa người với người, người với thiên nhiên, với sự vật hiện tượng như sự giao tiếp, hợp tác với nhau, sự hiếu thuận, lòng nhân ái, yêu đời, sự hy sinh, nguyện vọng, tình đoàn kết, tương trợ, thuộc về nhân tố tình người. Sự cố gắng, nỗ lực của bản thân vượt lên chính mình như nghị lực, niềm tin, liêm khiết, uy tín, nhẫn nhục, vượt khó, dũng cảm, lập trường, không cố chấp, tu dưỡng, tự giác, dám nghĩ dám làm, trách nhiệm nhận thử thách, nhìn nhận sai lầm, vân vân, thuộc về nhân tố ý chí. Sự đồng não để tư duy, xem xét đánh giá, nhìn xa trông rộng như tuệ giác, sự hiểu biết, kiến thức, năng lực, ý tưởng, năng động, sáng tạo, khả năng tự học, nghiên cứu, vận dụng sự hiểu biết để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, thuộc về nhân tố trí tuệ. Bác Hồ đã từng nói, muốn có đạo đức cách mạng, phải có 5 điều sau. Nhân trí tín dũng liêm. Có thể hiểu tín dũng liêm thuộc về nhân tố ý chí. Qua những điều cơ bản trên, chúng ta có thể đề xuất một giả thuyết ẩn ý trong họ tên của Hồ Chí Minh. Minh tượng trưng cho trí tuệ, trí tượng trưng cho ý chí. Vậy, Hồ tượng trưng cho tình người,
cũng có thể được nếu ta hình dung một mặt hồ phẳng lặng, bao dung, tượng trưng cho lòng nhân ái, cho tình người. Phải chăng người muốn hàm ý nhấn mạnh một chân lý bình thường nhưng vô cùng cần thiết cho chúng ta hiện nay và mai sau, đó chính là giá trị của con người được đúc kết qua ba nhân tố: tình người, ý chí và trí tuệ. Hai mục đích lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giải phóng dân tộc và giải phóng con người. Người ra đi khi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đang vào giai đoạn cuối, nghĩa là mục đích giải phóng dân tộc Việt Nam vẫn sắp thành hiện thực. Với mục đích thứ hai, phải chăng người muốn hàm ý để lại con đường hé mở về giáo dục cho thế hệ sau bằng ẩn ý chính từ họ tên của mình, Hồ Chí Minh. Chân lý cũng như một viên ngọc quý, thường không lộ liễu khoe mình trước thiên hạ mà ẩn nấp trong sỏi đá, đất cát. Con người phải bỏ công tìm kiếm, mài giũa thì mới thực sự đem lại giá trị. Khoảng 20 năm trước, Đảng phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ 10 năm nay, Đảng tiếp tục phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hiểu rộng ra thì tư tưởng chính là trí tuệ, đạo đức hay nhân phẩm chính là tình người và ý chí. Công dân tài đức chính là người có trí tuệ sáng suốt, tình người đậm đà, ý chí mạnh mẽ. Bác Hồ là một tấm gương rất sáng về tài và đức. Một nhà văn nước ngoài đã từng gọi Bác Hồ là một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng. Bác Hồ đã hết lòng vì nước vì dân, suốt cuộc đời không nhận một tấm huy chương nào. Về phần mộ của mình sau khi chết, trong di chúc để lại, người viết với đại ý rằng: đem cho, tức là hài cốt của người sau khi thiêu, chia làm ba phần để giải đều trên ba ngọn đồi ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Ai đến thăm thì có thể trồng một cây trên ngọn đồi để tạo bóng mát. Năm 1969, dưới sự chỉ đạo của người, các nhà xuất bản đã phát hiện ra 6.000 gương người tốt việc tốt, in thành 6 tập sách và phát hành nhằm mục đích giúp mọi người giáo dục lẫn nhau, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Nhắc lại một vài tình tiết trên để nhấn mạnh rằng Bác rất bình dị và bản thân của Bác muốn mọi người hãy xem Bác là người bình thường, không nên thần thánh hóa để tôn thờ Bác một cách máy móc và hãy học hỏi những đức tính tốt, những việc tốt của những người xung quanh trong cuộc sống đời thường vốn nhiều sắc thái đa dạng. Mục tiêu giáo dục trong dự thảo chương trình giáo dục tổng thể đang được bàn thảo: tình người, ý chí, trí tuệ được phân tích như trên cũng có thể được xem xét là mục tiêu giáo dục toàn diện về phẩm chất và năng lực cho học sinh. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã đi tìm hiểu ra câu trả lời tại sao Bác Hồ vĩ đại của chúng ta lại đổi từ họ Nguyễn sang họ Hồ. Do thời lượng của chương trình có hạn cho nên đến đây chúng tôi tạm kết video. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị thấy video của chúng tôi hay thì đừng tiếc một like và share để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!